xin gửi đến các anh, các anh chị. Xin gửi đến các anh chị nhạc phẩm được mang tên Giấc Mơ Chapi, một sáng tác của bạn anh Phú, đó là anh Trần Tiến. Đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa, có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Ơn người ấy đàn dê trắng nhân nhớ quanh đôi, một mái tranh nghèo, một nhà sàn đơn sơ. Ơn người ấy họ đã sống cuộc sống thanh bình, ai nghèo cũng có cây đàn cha pi. Khi run lên vài sợi dây đàn đá đông đầy, hồn người dâng lên. Ơi dâng lên yêu rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn Chapi. Ai yêu tự do yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn Chapi. Tôi nghe còn cô đơn không buồn không vui, tôi nghe Chapi chợt thấy nao lòng về một giấc mơ. Ôi Chapi, đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa, có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Ơn người ấy đàn dê trắng nhân nhớ quanh đồi, một mái tranh nghèo, một nhà sàn đơn sơ. Ở nơi ấy họ đã sống cuộc sống thanh bình, ai nghèo cũng có cây đàn Chapi. Khi run lên vài sợi dây đàn đá đông đầy, hồn người dâng lên. Ơi dâng lên yêu rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn Chapi. Ai yêu tự do yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn Chapi. Không còn cô đơn, không buồn, không vui. Tôi nghe Chapi chợt thấy nao lòng về một giấc mơ. Ôi Chapi, Chapi, yeah, yeah. Chapi. Chapi.
cho biết. Thank you.